Rồi em nghe anh ơi. Chú sao nói Dạ. anh chị đi ra khỏi phải chỗ anh có cái việc ngày mai nên là chú anh nhờ chú tí nhá. Vâng vâng được rồi, anh yên tâm. Tối chú để ý anh chào. Vâng Vâng vâng. vâng dạ. Vâng vâng em cảm ơn. Vâng vâng. Vâng vâng. Mm-hmm.